Nếu như bạn muốn trở thành một người tư vấn bán hàng chuyên nghiệp và hiệu quả thì đừng bỏ qua 17 thói quen quan trọng sau đây dành cho những người làm sales chuyên nghiệp. Và thói quen số 17 đó là luôn luôn chuẩn bị sẵn sàng cho mình một lời giới thiệu về bản thân của bạn, về sản phẩm của bạn có thể mang lại lợi ích cho khách hàng như thế nào, hay còn gọi là một sales pitch. Nào, sales pitch là một đoạn ngắn để bạn giới thiệu về bản thân của mình, về giải pháp của mình cho khách hàng. Và trong trường hợp bạn nhận ra khách hàng là một người tiềm năng thì hãy cho họ thấy được rằng bạn có thể mang lại những lợi ích rất tuyệt vời cho khách hàng đó. Và đó là cách để bạn có thể tìm kiếm với những khách hàng tiềm năng cho mình một cách thường xuyên nhất. Đây là một hoạt động mà rất ít người làm sales thực hiện, cho nên bạn sẽ cần phải dành thời gian để xây dựng cho mình một kịch bản sales pitch, tức là giới thiệu về lợi ích của sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn tới cho khách hàng như thế nào. Và trong mọi trường hợp, mọi hoàn cảnh, nếu bạn cảm thấy một người khách hàng nào đó phù hợp thì hãy đừng ngần ngại tiến tới và giới thiệu về những lợi ích mà bạn có thể giúp cho họ như thế nào. Đó là cách tốt nhất để giúp bạn luôn luôn có những khách hàng tiềm năng trong phễu bán hàng của mình. Và đừng quên rằng bạn hoàn toàn có thể đặt câu hỏi của bạn ở phía dưới video này và tôi sẽ tư vấn cho bạn trong video tiếp theo. Xin chào!